cái cắt ngang hết ngang. Cắt ngang cũng được chứ, cắt ngang đây. Cái góc này nó có bộ đế ngon nè. Nó lên 2 chục phải không? Hồi đó ông chắc cũng chắc nhỏ này, ông mời coi vậy lắm. Hồi đó sao mà sao chú cắt cái về đây ngang đây hết ha. Cái tao cũng cắt đại chứ cái phải. Cái bông này đẹp không? Hả? Bông đẹp không? Chưa, mưa chứ dần rứt cái chứ. Bông bự không? Bự sáng trưng cái cây kia đào luôn đi để làm gì nữa. Cái đây là cái kia kìa. Không, cái đó để lại. Chú kẹt á để làm gì? Chưa, để cái nhà xây luôn sao mà. Mà chú xây nhà sao? Hả? Xây nhà hả? Mà chừng nào đào? Hả? Chừng nào đào? Thì tùy mày. Ngày mai đi, ngày mai thứ bảy đi. Ờ, mai rảnh nè, mai. Ngày thứ bảy đào. Hả? Thứ bảy đào. Đang ở đây ở nhà có rồi đó. Kiếm được cái cúp nữa. Mua thêm mấy cụ măng keo nữa, keo bự bự á. Keo măng keo vàng vàng, keo trắng được, bự bự á. Keo bự bản bự vậy nè. Đào lên xong rồi bó lại. Bữa keo bán đi, không chịu bán. Đào chết rồi mấy cây luôn. Chết là củi luôn. Bữa keo bán đi là ngon rồi. Cây đó đẹp đó, cây đó giá trị đó. Nó được mấy triệu. Hôm nay mà mình được cá trước mất cao luôn 25 triệu. Hôm nay còn ở xào tao á. Cái cây đó bự mà. Cái cây trước ngay trước mặt bự mà. Cây đó bự đó, cây đó đẹp, nó ngã ngã cái thế. Cây tự nhiên hay cây ghép? Cây tự nhiên, cây đó cây tự nhiên. Cây đó mềm đỉnh. Cái này một làm sao mà nó lại một nồi vậy? Góc đồ cái hộp có động xuống. À, hộp động lên làm nguyên một cục vậy. Bây giờ mà đào cái nồi cho bự vậy. Đào thì bấn lên lượm luôn. Mấy cái cây này nó mà dính lại với nhau hơi bị đẹp á. Mày làm dính lại đi. Hả? Để im vậy luôn. Rễ nó đang trong này này. Nó đang rồi dính lại là thôi đẹp luôn. Nó dính luôn. Đào một bụi đồ nó chầm. Chầm da nó sao có lứa. Cái đây nữa nè. Đồ cái đây thấy quỳ nè. Cái đây thấy quỳ nè. Mấy cây nhỏ đó, nó tuổi gì. Hả? Mấy cây nhỏ đó, đào được thì đào thôi. Mấy cây nó không có giá trị nhỏ. Đào cái bụi này mười mấy năm nè. Cái đây phải mười mấy 20 năm này nè. Cái cây kia là hồi ta cất nhà đó, đi 32 năm rồi đó. Tại sao chú nuôi con chậu bỏ con chậu quá trời chết hết rồi này. Hôm bữa ra nó non đẹp lắm, tự nhiên nó khô ra vậy biết. Nó uống nước nó chết chứ sao. Sủi thế thúi rẻ rồi. Nước cái chậu có cái lỗ không hả? Không, mát có không? Không, nhưng mà nó quá. Cây mai này nó không chịu, nước suốt ngày nó không chịu. À. Cái mai ngoài đất á thì nó chịu, cái mai con chậu nó không chịu. Nhưng mà chỗ này thúi rẻ. Không, nó nắng, phải nắng ra. Nó chưa có lá đâu cần nắng. Nhưng mà nó chưa có lá cũng ít nước thôi, đừng có che bớt nước. Nước nhiều nè nó thúi. Nè mấy cái này còn cứu được nè. Như cái này nè. Nhưng mà không cứu để hết mùa mưa nó cũng chết à. Uống nước nó chết chứ sao. Nắng phải có lá phải mới nắng được. Lá lá sum xê. Đây nè, quá trời nè. Mà đừng có bỏ phân. Cái này đừng có bỏ phân. Rễ nó đã có đâu bỏ phân. Bỏ phân thì chết liền. Nếu xìu bỏ phân gì nó phải mạnh cây mới bỏ phân được.
quá trời cái cảnh đầy nè, đủ thứ cây hết. Ủa cây mai này nữa nè, đây nữa nè. Lôi ra cứu nó đi, để nó chết từ từ từ. Mấy cái mai này suy dinh dưỡng hết rồi. Cây đó cũng đẹp đó, quá trời nữa. Đây đó cũng đẹp, trong này là hai cây nữa nè. Là một nồi xuống này nè. Đào đi, đào cả một cái sân rộng rộng, bỏ một chậu. À, một chậu sang hơn ha. Ừ. Hay là đào lên này mai mốt trừ cái sân rộng rộng á, xây cái bồ nó bỏ vô trồng. À, ai để vậy? Cái này sao đào, trong cái này xi măng sao đào? Kê xe múc tới múc. Đi quá trời đây nè. Cây chút 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 không kẹt nữa. Hơn năm bộ nữa nè. Đức á, đổ cái nền nhà đây, để tự nhiên có chứ đâu ai làm đâu, ai sáng tặng đấy. Cái tươi đó Dương. Đầu xe ủi á, nó thấy lên cái đầu nguyên tục vậy á. Tục để dọn luôn. Mai mốt tiền có đó không vậy không? Đá hả chú bộ? Đá đây mình biết ở đâu không? Đem vô đó. Đây là 7 trứng của Quy Nhơn ta đem vô. Đây nó đen tuyền đẹp lắm. Trứng Quy Nhơn á. Quý này đừng có dẫn nhọt, đen tuyền à. Trời rất sạch sẽ rồi, lóng lướng đen tuyền à. Cái cục đây nè. Ta bỏ từ Quy Nhơn vô á. Ừ, khu du lịch chỗ. 7 trứng á. Giấu thí mẹ đâu nha, má nó vậy. Mai á, mai đi chốt một câu nha. Dạ mai đào đi. Mình vô đất thôi ha, đâu cần gì nữa không? Dạ. Đất thôi, vô đâu cần xây dừa chi? Đó, trấu xây dừa đó Đức. Đất cho nó sống rồi. Đó là muốn mà có cái sân rộng một chút là ráng để chút đẹp hơn. Nó đứng cho đây một mình nó thành một cốt. To. Hai cột nó trên nó xung xuôi nè, ra rồi cho đây mình dưỡng lại tạo dáng là mình mơ lắm. Này tao cần tạo nó vậy á. Đẹp rồi. Tự nhiên là mình đừng có trang thiệp vô thấy không? Nó vậy, nó vậy bản thân nó vậy nó đẹp rồi, cần gì? Mơ cho đây cây. Ừ, có những cành mà sầu mau ốm thì mình để bớt. Để ta vươn cái cây để đổ thiếu thóc này. Giống này hai cây để cho nó bằng ha. Để cho nó đúng rồi, mình cắt cho đây. Cái cây này, à, cái này trước để cái này đây, mình cắt cái này sắp xuống lại. Sắp lại không? Đó, thì hai cây cho nó bằng quá. Ngoài con phải có cái đọt chứ. Ờ, phải có cao, có cao, có cái đọt. Đúng rồi, phải có cái đọt. Huynh đệ, cái đó huynh đệ đó. Cái dáng đó là huynh đệ. Thôi, ta để vậy cũng được. Ừ. Cắt ra cũng phải lửa hết chứ, đủ đâu phải là... Mà cũng nghệ nhân chứ bộ. Hả? Cũng nghệ nhân chứ bộ. Chắc ngó sáng giờ mới cắt không? Hả? Chắc ngó sáng giờ mới cắt không? Tới xa, ngắm nghĩ. Này này đưa vô chậu ngắm thêm lần nữa. Cái này tết không có bông kịp rồi, chồng người sống không có bông kịp. Không kịp, không bao giờ kịp. Năm nào trả rồi đột giá đẩy luôn ha.
Cần gì sang năm nếu mà được giá giờ đào lên bó bầu là có người mua liền ấy, cần gì? Không bán đâu. Cần gì chờ sang năm? Mà có cái này có bộ rễ không? Hử? Cái cây này nó ốm ốm nhưng mà cái bộ rễ nó đẹp này. Ừ. Tao không chăm, nên bộ rễ nó không có nước đá. Dương, nó cây đó nhiêu tiền rồi, bán nhiêu tiền rồi? 5 triệu. Hả? 5 triệu. Ngon vậy hả? Bán đâu? Bán đâu được. 5 triệu quá. Nói tiệm vàng đó không mua nó để ngay trước nó đó. 5 triệu thấy ngon rồi đó. Cái dáng nó đẹp chứ nó nãy giờ nó xâm soi coi nó mình. Đẹp cái cây đó. Đẹp mưa. Mua 5 triệu nó bán 10 triệu. Yeah. Không, nó vô sống nó bán nó to. 5 triệu. Nó cách làm kỹ thuật của nó. Nó không biết. Sau ta vô cũng được sống được mấy cây. Chục sáng ta xuống ở dưới thuyền nhà dưới bột cá ta mua dưới mua thuốc giờ để ta vô mấy cây cứu mấy cây thuốc rẻ. Dưới thuyền nhà, thuyền nhà chỗ lọc hoa. Cần gì thuyền nhà đây có đầy con có sen. Sen rầy hả? Con có cần gì thuyền nhà giao xa. Vậy à. Ở chạy với